Hi xin các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Stormy Gaming đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mod người anh em siêu nhân Gao Đỏ đội trưởng các bạn ha. Thì đứng kế bên Gao Đỏ đội trưởng đó chính là người anh em siêu nhân Cuồng Phong Đỏ đội trưởng các bạn. Đấy. Và ở dưới đây thì đây là hải tặc này. Đây là khủng long. Đây là cơ động và đây là chiến xa các bạn ha. Thì ngày hôm nay á mấy anh em tụi mình đang hùng vốn vô để mở một cái trang trại các bạn ha. Thì cái trang trại này tụi mình sẽ dùng để trồng lúa này, rồi trồng những cái cây gọi là thực phẩm ấy các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Thì cái nông trại này của mình là mình chỉ mướn thôi các bạn. Nhưng mà dạo mấy ngày hôm nay á thì mình trồng không có được các bạn à. Đây các bạn coi nè. Đó thì mấy cái hả cái tấm này thì tụi mình đã mất công hả làm cả tháng trời mới được rồi đó. Mình cũng cấy mầm cấy giống được cái kiểu nhưng mà ngặt nổi á là nó không có lên nổi các bạn à. Đất ở đây á thì theo tụi mình tìm hiểu thì nó khá là tốt các bạn ha, nhưng mà không hiểu sao thì cây thì nó lại không lên các bạn à. Đây các bạn coi nè, thấy không, rất kỳ bực bội luôn. Với lại tụi mình cũng có đầu tư nuôi thêm heo bên đây nữa đó, nhưng mà heo á thì tụi mình nuôi không có được các bạn ơi, nó cứ bị bệnh hoài à. Cho nên đó là tụi mình đã cho heo đi khám bệnh hết trơn rồi. Để kỳ sau tụi mình sẽ mua heo giống về nuôi tiếp. Đây này các bạn. Không lên một cái cây nào luôn. Đấy. Không biết là nó có bị gì hay không nữa các bạn. Cái này tụi mình gieo cũng cả hả tuần 2 tuần lễ rồi đấy. Đấy các bạn thấy không. Chỗ này thì rất là sình lầy. Tại vì đất nông nghiệp các bạn hay tưới nước rồi cái kiểu ấy. Thì tụi mình không biết là tụi mình có làm sai gì hay không. Cho nên đó là ngày hôm nay á, mình sẽ quyết định lên cái bộ nông nghiệp và thực phẩm các bạn ha. Nó nằm ở khúc đây này các bạn. Các bạn xem. Đấy. Đây cái này nè. Đó. Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Để mình xin ý kiến họ xuống thẩm định cái đất đai đây coi là nó có phát triển được hay không các bạn ha. Rồi sau đó thì tụi mình sẽ tính cái công việc khác các bạn ạ. Đi thôi anh em. Bây giờ thì tụi mình sẽ qua bên bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm các bạn ha. Để xem họ có cái hướng giải quyết nào cho cái nông trại này của tụi mình hay không. Đấy tụi mình vừa mới đổ đất đá vô để hả tránh sình lầy rồi cái kiểu này các bạn. Đó. Mới đổ nguyên một xe luôn. Lắp mấy cái này nè. Nhưng bây giờ ấy trồng thì trồng không được, rất là nản luôn các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là chắc không sao đâu. Cỡ nào mình cũng sẽ trồng được thôi. Let's go. Rồi khúc này khá vắng luôn các bạn ha. Ở bên kia sao lại có một chiếc máy bay chiến đấu trên kia? Nó là đang quần quần ở trên đây làm gì đây? Quầy, như đây là máy bay vũ trang đó nha các bạn nha. Máy bay đây làm gì ta? Mình tưởng đâu là tấn công mình chứ. Hết cả hồn các bạn à. Nó mà tấn công mình cái là chắc mình hả đai luôn quá. Tụi mình coi gần tới chưa? À cũng gần tới rồi các bạn ha. Còn một khúc nữa. Ở đây toàn khu nhà giàu không mà như mình đã nói đấy các bạn. Đây các bạn thấy nhà này không? Nguyên một vàng hả? Tấm năng lượng điện mặt trời luôn. Cũng thật sự. Cái căn nhà hả đúng bự luôn các bạn, đúng rộng luôn đấy. Và mình hy vọng á là khi á mà tụi mình lên mình hỏi ý kiến các vị kỹ sư ở trên đó các bạn ha, giáo sư tiến sĩ gì đó, thì mình về mình sẽ làm được nông nghiệp của mình. Hy vọng các bạn ạ. À.
Không gì là không thể nếu như các bạn có cố gắng. Quay chỗ chiếc xe kia chạy ghê vậy ba, ba chạy kiểu đó muốn lấy cái mạng luôn vậy đó ba. Let's go, come on rồi các bạn ạ. Ôi các bạn nhìn mấy căn nhà này khủng không các bạn, quá ghê gớm luôn các bạn ha. Rồi sao mình nghe có tiếng cổ động ta? Rồi cái khu này các bạn nhìn thật sự sang luôn này không? Quá đã, đường quá rộng, thoáng mát các bạn ha, không ồn ào. Đây là trường học các bạn ha. Đấy. Gần trường học đồ ở sân vận động luôn. Một vị trí khá đắc địa luôn các bạn. Đấy sân vận động này. Đây 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 là cái chỗ mà để vô trong cái nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm đây các bạn. Đó bạn thấy ghê chưa, bự chưa, nằm ở trên kia kìa các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chạy lên ha. Ấy à, lỡ quẹt chúng. Không sao không sao các bạn. Đây ok, mình đã lên được tới đây rồi các bạn ạ. Liberty City Terrace. Đây đây mình để xe đâu vậy ta, hình như để xe đây đúng không ta, để mình đi một vòng cái phòng công nghiệp nông nghiệp thực phẩm này các bạn ha, mình khám phá chỗ này mới được. Đây he he, quay ở đây nó có đường đi nữa các bạn, thấy không, nó có đường đi dẫn lại đây là mấy cái quán cà phê rồi này đó, mấy cái ghế đá rồi này, view thì khỏi nói luôn các bạn ơi. View này là view tỷ đô các bạn ha, chứ không phải thuộc triệu đô nữa rồi, quá đã. Rồi làm việc trên đây là sướng lắm luôn đó các bạn ạ. Đây đây trong đây có rất là nhiều quán cà phê nha các bạn, khi mà ở tụi mình mệt thì tụi mình có thể ra đây để mình ngủ cà phê rồi các kiểu. Đây có cái dòng gì rất là đẹp luôn nè. Ui cái vụ gì đây các bạn, tại sao á lại có một chiếc trực thăng á tan tành nằm ở đây. Trời ơi, cánh quạt máy móc gì hả, gãy hết trơn luôn rồi các bạn ạ. À, dây điện dây ơ rồi cái kiểu kìa, quầy nguy hiểm quá vậy. Mà sao tự nhiên hôm nay á là trong chỗ này á không thấy một người nào luôn á. Mình nhớ trước mình lên đây á để mình xin ý kiến và giấy phép để làm á thì có rất là nhiều người các bạn, người ta làm việc mà đi ra vô rất là nhiều, mà ngày hôm nay thì không thấy ai, kèm theo đó là một chiếc trực thăng bể nát đang nằm ở đây nữa chứ. Ui, coi chừng á là có vấn đề gì ở đây nha các bạn nha. Đâu để mình tụi mình đi kiểm tra thử coi sao các bạn ạ. À, đi anh em. Mình thấy có gì là hơi sai sai rồi đó. Ây da, ây da. Ôi sắm té sắp mặt rồi. Để mình đi vòng ra ngoài lại các bạn ha. Tính đi vô các bạn ơi, lên xe em. Lại lên lại lên. Xe thì quá trời luôn nè. Ui cái gì đây cái gì đây. Ây da, ai vậy? Ôi lại thêm một hả nhân vật siêu to khổng lồ nó đứng trong cái phòng thí nghiệm này rồi các bạn ạ. À, ê mình sẽ cho các bạn xem kỹ rõ cái khuôn mặt của nó đây. Đây chính là Gundam Ajay
Farm các bạn ha. Ui, đây á, là Gundam hoạt hình các bạn á. Trời ơi, nhìn nó kìa các bạn. Nguyên cái khiên á, bự chà bá luôn á. Thì thường á, là các bạn á, thấy những cái con Gundam siêu to khổng lồ á, ở trên cái channel của mình á, thì á, đó là những vật liệu người ta được sản xuất từ sắt, thép, kẽm rồi cái kiểu các bạn ha. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì cái con Gundam AJ Red Farm này á, thì nó là một con AJ hoạt hình. Có nghĩa là toàn bộ những cái vật liệu cấu tạo lên nó thì đều bằng anime hết các bạn ạ. À. Đây, giống như kiểu Weebu ấy. Quay dữ. Mà ngày hôm nay á, nó đứng đây làm gì ta? Quay nhìn đúng ngầu luôn các bạn ạ. À. Ở đằng sau thì có hai cây vũ khí cắm sau lưng các bạn ha. Ở trước thì là một cái khiên. Có gì mà chiến nhau ấy, thì nó sẽ đưa tay ra rút một cây vũ khí ở trên lưng nó ra để chơi các bạn ạ. À. Ôi ôi. Đúng không các bạn? Nhìn một con ở Gundam AJ Red Farm hoạt hình đó, nhìn nó rất là khác với lại những con Gundam khác các bạn ha. Làm cho mình có một cảm giác rất đặc biệt, giống như là đang xem phim hình nhé. Nhưng mà tụi mình sẽ không, vẫn không gọi là mất cảnh giác với nó. Đây, mình sẽ gọi 500 anh em siêu nhân đội trưởng của mình lên đây để xem thử chuyện gì đã xảy ra với một chiếc máy bay bị bể nát ở ngay giữa hồ kia các bạn ạ. Ok các bạn, thì bây giờ 500 anh em siêu nhân đội trưởng của mình đó đã tập trung ngay tại đây rồi. Này các bạn thấy không? Rất là đông và nguy hiểm luôn đó các bạn. Anh em tập trung ở đây anh em. Đấy. Bây giờ á có nguyên đám này rồi á thì mình có thể tự tin ra nói chuyện với cái thằng Gundam hoạt hình ngoài kia các bạn ha. Mình gọi là Gundam hoạt hình đi cho dễ. Đâu rồi, nãy mình đi đường nào quên mất tiêu rồi ta. À, hồi nãy mình đi đường này các bạn ơi. Đi anh em. Anh em mày hả? Quăng cả là quăng hết lên luôn á. Đông quá cho nên là tụi nó không biết đi đứng sao luôn các bạn. Bỏ tài với bên này đó. Rồi anh em ở đây. Muốn nói chuyện với nó phải lên cao các bạn ạ. À. Đứng ở dưới đập một phát là chết. Chết tươi luôn các bạn ạ. À. Tươi không cần tươi luôn ấy. Đây đây. Anh em mình đang bắt đầu hả đi ra rồi nè. Nhưng vẫn chưa đủ nha các bạn. Còn vài người anh em vẫn còn đang lằn tà là quằn ở trong. Đây. Ủa trời ơi, nó cao kìa các bạn ơi. Mình đi hết cái tầng lầu này á, không có bằng nó luôn ấy. Nhưng mà đứng đây nói chuyện thì dù sao nó cũng hả đỡ hơn là đứng ở dưới kia các bạn ha. Để mình leo ra xíu nữa. Mà leo lên cột này mình đứng là nó ok hơn. Đây. Rồi đó ok các bạn ơi. Mình đứng như đây mình nói chuyện được rồi đó. Nè. Mày á có phải là Gundam Astray Red Farm không vậy? Tại sao ngày hôm nay á mày đi vào ở trong cái phòng thí nghiệm mày để làm cái gì hả? Mày muốn có ý định phá cái phòng thí nghiệm mày đúng không? À, tưởng ai. Thì ra là những người anh em siêu nhân đó đội trưởng à. Tao ngày hôm nay tới đây, tại vì tao biết mày sẽ tới đây. Và với sẵn tiện á, tụi bay ngày hôm nay cũng tập trung tới đây. Tao sẽ trả cái mối thù mà mày đã thu phục hai người anh em Gundam God và Gundam Samurai của tao. Tại vì á, tụi nó quá ác. Tụi nó đã tấn công tất cả mọi người và làm hại người dân trong thành phố, cho nên tao mới tiêu diệt nó thôi chứ không phải tự dưng tao đây thu phục nó làm cái gì. Tao không cần biết lý do, tao chỉ cần biết là ngày hôm nay tụi bay sẽ phải bỏ mạng tại nơi này, phòng thí nghiệm cuối cùng mà tụi bay sẽ đặt chân tới. Ây da, nó chuẩn bị tấn công mình rồi anh em ạ. Ây da, trời ơi, mình chưa kịp chuẩn bị gì luôn á các bạn. Nó vừa nói cái là quất mình liền rồi. Trời, anh em mình sao cổn vô đây vậy? Ừ, một số anh em đang bị nó hả đánh té khỏi hả trên trên lầu kìa. Dạ chắc mình phải rút dần khỏi đây rồi các bạn ạ. À. Này phải chơi hả gọi là súng sáo nòng các bạn ạ. À.
Nó chỉ là một con Gundam hoạt hình thôi, anime thôi. Tụi nó chơi vô cuối rồi. Ây da. Tụi nó chơi Wombo Combo luôn các bạn ơi. Rồi nó phá nát cái phòng thí nghiệm luôn rồi. Viện hả công nghiệp và nông nghiệp thực phẩm. Trời ơi, nguyên người nó sáng lóa hết luôn kìa các bạn. Phải chỗ nhìn đẹp phải luôn á. Ôi hai cái kiếm nó hả sáng đèn lên luôn kìa. Đây là hai cái kiếm rất là lợi hại của nó luôn á các bạn. Mà nó chưa dùng tới đấy. Ôi ôi, con Gundam này á, khi mà nó phát sáng lên nhìn cực kỳ đẹp. Rồi nó bắn tự gì nó bắn ra vậy. Mình thấy nó bắn từ đây nè các bạn ơi. Mình thấy nó bắn từ đây, nó bắn ra nè. Này lúc này nè, nhìn cơ thể nó mới đẹp nè. Nhưng mà mình thì không đẹp chút xíu nào hết. Mình hồi nãy giờ đánh tơi bời khoai lá luôn rồi. Ây da. Trời ơi, một luồng ánh sáng chết chóc các bạn ạ. Ánh sáng nào cũng chết chóc cả. Hèn gì chiếc máy bay này nó bị phá hủy hả, nằm cái xác không ở đây. Ây da. Nói mình không kịp thở luôn ấy. Bung dù. Không có dù đi mà bung luôn. Quá ghê gớm các bạn ạ. Nữa kìa, nữa kìa. Trời ơi, quá đẹp các bạn ơi, quá hùng vĩ luôn. Nhưng mà không sao, các bạn á đã quên mình có một người anh em đồng minh siêu to khổng lồ Gundam hơn các bạn ha. Gundam Normal ấy. Bây giờ á, mình sẽ nhờ người anh em đó ra đây để hả giúp đỡ mình tiêu diệt cái quái vật này các bạn ha. À, đây các bạn, đó chính là anh chàng Gundam này. Ôi, ngày hôm nay nó có nguyên cái súng rồi các bạn thấy không. Nhờ lấy cái súng ra thì mất cái khiên các bạn ơi. Để mình lấy cái kiếm đi. Mình thì mình thích chơi kiếm hơn. Đấy, vừa kiếm vừa súng luôn. Đây, ngày hôm nay thì mình sẽ bay qua bên đó để mình tiêu diệt mấy cái thằng Gundam mà vì hận thù mà nổi nóng và làm hai người dân vô tội các bạn. Ê, nó bên kia kìa. Thấy mình rồi, thấy mình rồi. So sánh với hai Gundam này thì Gundam hoạt hình nó đẹp hơn các bạn ha. Bự hơn nữa chứ. Gundam này nhỏ hơn các bạn ạ. À. Ây da. Mày, mày nè. Ôi Gundam hoạt hình nó bự dữ vậy ta. Còn mình lùng nó có khúc luôn ấy. Đây nè. Nhưng không sao, vẫn chơi được. Ây da. Trời ơi, không thấy gì luôn các bạn ạ. Bay nè. Ây da, mình có cái khiên rồi các bạn. Mình có thể đỡ được những cái hả tia sáng chết chóc của nó. Đây. Chết tiêu hoạt hình. À, Gundam hoạt hình đánh ghê vậy. Cái kiếm của mình đâu rồi? Rồi rớt cái kiếm luôn rồi các bạn ạ. Tại vì nó cũng có khiên bự quá. Một chiến với hai con Gundam. Mày nè. Gundam hoạt hình anime này nằm một đống với lại hả Gundam ready luôn rồi các bạn ạ. Gundam mặc định normal. Thằng kia nó sẽ kinh với các bạn ha. Nhưng mà cũng không mạnh hơn được Gundam normal các bạn truyền thống. Đấy. Thì kiếm hả quá giỏi là hả khủng bố các bạn ạ. Ôi ôi các bạn thấy ghê chưa. Quá dữ các bạn ạ. Rồi ok các bạn. Và như vậy thì anh chàng Gundam này của chúng ta đã
giúp đỡ những người anh em siêu nhân đỡ đội trưởng để mà tiêu diệt cái thằng Gundam Animal Anshay Red Farm rồi các bạn ha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này nha. Nếu các bạn thích thì nhớ cho một like, subscribe. Nếu như các bạn yêu cầu lại ý kiến thì các bạn comment bên dưới nha. Ok. Còn bây giờ thì mình là Stubby Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.